Phong trào giúp đỡ học sinh nghèo tới trường vui Tết không những được các cấp các ngành quan tâm, mà trong các trường học, nghĩa cử tốt đẹp này cũng đang được nhân rộng. Trong đó, phong trào nuôi heo đất được xem là một hoạt động rất ý nghĩa, đang được triển khai ở nhiều trường học tại huyện Trảng Bom. Thưa quý vị và các bạn, tại trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng, huyện Trảng Bom, hơn 30 con heo đất đang được thầy và trò nuôi nhằm hưởng ứng phong trào nuôi heo đất giúp bản nghèo đón Tết. Chương trình đã giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón Tết trong niềm vui trọn vẹn. Cùng tham dự một ngày hội khui heo đất của học sinh trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng, có lẽ hiếm khi nào thấy các em hào hức và vui vẻ như thế này trong buổi lễ chào cờ đầu tuần. Từ số tiền ít ỏi của mình nhưng tích tiểu thành đại, có thể giúp được nhiều bạn học sinh nghèo nên ai cũng thấy vui, nhất là vào những dịp gần Tết như thế này. Hoạt động này thì tụi em đã làm trong vòng 4 tháng thì các bạn đã hưởng ứng rất là nhiệt tình. Việc này làm này tuy là nhỏ nhưng nó lại mang một ý nghĩa vô cùng lớn và sẽ giúp cho các bạn cảm thông, biết chia sẻ và giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Phong trào nuôi heo đất được trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng phát động từ đầu năm học. Phong trào thu hút 31 chi đội tham gia. Đến Tết, từ quỹ heo đất, các học sinh nghèo của trường có thêm quần áo mới, bánh kẹo và có cái Tết ấm cúng, vui vẻ hơn. Cũng từ phong trào nuôi heo đất và vận động thêm các mạnh thường quân, Tết này nhà trường sẽ trao trên 80 phần quà cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua phong trào nuôi heo đất này, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc đối với những tấm lòng chia sẻ yêu thương của các bạn. Những món quà xuân này tuy không nhỏ nhưng mà đó là món quà tinh thần rất lớn đối với mùa xuân yêu thương này đối với em ạ. Liên tục như vậy thì 4 tháng, từ tháng 10, tháng 11, tháng 12 và tháng 1 vừa qua thì các em nó đã liên tục để thực hiện và các em tham gia rất là hào hứng. Chúng ta thấy cụ thể ngày hôm nay mà khi chúng ta tổ chức cái ngày đập heo thì những cái thành quả của đó là chứng tỏ là các em đã nhiệt tình để tham gia để hưởng ứng giúp đỡ cho các bạn, chia sẻ những cái giúp đỡ cho những bạn có khó khăn trong dịp Tết này để làm sao mà không để một em nào khó khăn trong dịp Tết. Nuôi heo đất đã trở thành một hoạt động hết sức ý nghĩa mà liên đội trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng thực hiện. Từ mô hình này đã góp phần mang lại niềm vui, sự ấm áp cho các em học sinh nghèo khi Tết đến xuân về. Phong trào này không chỉ tạo ra giá trị vật chất, giúp các gia đình học sinh nghèo vươn lên trong cuộc sống, mà còn góp phần hoàn thiện nhân cách, tu dưỡng đạo đức, bồi dưỡng cho các em có tâm hồn và biết quan tâm, chia sẻ với mọi người.